chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh thiện family và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách độ rau câu nha đam vì lá dứa thanh long rất là ngon và đặc biệt là không bị đắng và không bị tách lớp và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp làm với mình nhé nguyên liệu thì mình chuẩn bị hai lá nha đam nha đam thì mình bỏ cái phần mũ đi cả nhà cạo cho sạch cái phần mũ vàng này đi tại vì cái, vì cái mũ vàng này nó sẽ làm cho bị đắng và nó rất là độc và nguyên nhân để nha đam không bị đắng là mình phải chọn những cái lá nha đam tươi còn lá nha đam mà cũ rồi thì nó cũng rất là dễ bị đắng và cái phần mà Chất nhầy màu vàng thì Lúc nãy mình chỉ cho cả nhà đó Cái phần đó nó cũng uh, Khi mà mình cắt ra thì mình cắt nhanh Và mình rửa sạch cái phần vàng đó đi Để không bị thấm ngược vào lại Phía trong nha đam Cũng làm cho nha đam bị đắng Và mình cắt bỏ cái phần vỏ xanh này hết đi Sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ Và cho vào rửa với nước muối Cho nó sạch Sau đó thì mình sẽ rửa lại nhiều nước cho nó sạch hết cái chất nhờn luôn á nha cả nhà mình cho một ít nước lên bếp sau đó mình sẽ cho nha đam vào mình luộc tầm 3 phút và mình đổ ra thật và ráo và cho vào nước đá ngâm 10 đến 15 phút để cho nha đam nó được giòn á cả nhà nguyên liệu tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị 250g đường một à, nửa vá và nửa vá một canh đó cả nhà siro lá dứa nếu như mà mình có lá dứa thì mình sẽ lấy lá dứa và xay à, với 50 ml nước lọc và xay nhuyễn sau đó mà mình lấy cái nước cốt còn à, nếu không có lá dứa thì mình sẽ sử dụng siro và 1 phần tư quả thanh long đỏ à, nếu không có thanh long đỏ thì mình sẽ sử dụng nước cốt dưa hấu và ở đây mình sử dụng bột rau câu dẻo là 10g Mình trộn đều bột rau câu và đường để khi mình bắt lên bếp mình nấu nó sẽ không bị vón cục quá cả nhà Trong kênh Thiện Family của mình cũng còn rất là nhiều món bánh ăn dặm của các bé Món ăn vặt cũng như là những cái món ăn ngon khác nữa, chay hay mặn đều có đủ hết á cả nhà Cả nhà nhớ vào xem để làm thay đổi món cho đợi ngán nhé Và tiếp theo thì mình sẽ à, cho vào nồi 1 lít nước lọc. Và mình sẽ đổ cái hỗn hợp à, rau câu và đường vào, mình khuấy tan cho nó tan ra hết và sau đó thì mình sẽ cho lên bếp và mình nấu ở trên bếp cái lửa vừa phải thôi cũng đừng quá to nha cả nhà. Đến khi nào mà nó sôi. Và khi mới bắt lên bếp thì mình nhớ khuấy đều một lúc. Còn thanh long thì mình sẽ rây qua cái rây và mình lấy cái nước cốt phía dưới thôi và khi mà rau câu đã sôi rồi thì mình sẽ để lửa cực kỳ nhỏ để cho rau câu nó nóng và bắt đầu đổ rau câu và rau câu mình vẫn đặt trên bếp luôn cả nhà đầu tiên thì mình sẽ đổ cái lớp uh, lá dứa trước nửa ở đây có nửa vá siro lá dứa thì mình sẽ cho vào thêm ba vá rưỡi uh, rau câu nữa vì một à, tầng như vậy mình đổ 4 vá. Nếu như mà mình dùng à, nước cốt lá dứa thì mình sẽ sử dụng một vá nước cốt thì à, mình sẽ cho thêm à, 3 vá rau câu. Tùy theo cả nhà, tùy theo mình thích cái tầng à, lá dứa này nó dày hay là nó mỏng để à, đổ à, cho vào cái à, đường lá Rau câu vừa đủ và mình cho vào khuôn à, mình sử dụng muỗng để cho cái rau câu nó nhanh khô cả nhà và cái bí quyết mà để cho rau câu không bị tách lớp thì mình đổ cái lớp đầu tiên này nè à, nó khô được tầm 40% phần trăm thôi đừng có để khô nguội quá nếu mà nguội quá thì nó sẽ dễ bị tách lớp và tiếp theo thì mình sẽ đổ lớp thanh long một vá thanh long và mình cho vào ba vá uh, rau câu mình đổ ở trong phía mép trước nha cả nhà đổ nhẹ nhẹ thôi để cho rau câu nó không bị lẫn vào nhau phía trên nó mình khi mình sờ cả nhà mình sờ vào ở phía trên mà nó khô cái mặt nó nó khô rồi mà ở dưới nó còn mềm nó còn lỏng bóng á mình bắt đầu đổ lớp thứ hai được các bạn nha và phải đổ cực kỳ nhẹ chứ còn mà đổ mạnh thì hai à, lớp rau câu nó sẽ lẫn vào nhau á và khi cái lớp à, rau câu thanh long này nó cũng đã cái mặt trên nó cũng đã khô rồi thì mình sẽ tiếp tục à, cho à, lên hai à, vá nước rau câu trong và mình sẽ cho nha đam lên nha đam nó sẽ nặng nó sẽ làm cho cái uh, lớp uh, rau câu thanh long nó hòa lẫn lên với nha đam nhưng mà nó sẽ lẫn từ 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 đậm lên nhạt các cả nhà và mình cho nha đam lên sau đó mình sẽ cho tiếp thêm ba uh, đến bốn vá Uh, rau câu lên nữa và còn nha đam thì mình cũng rắc tiếp lên. Nếu như mà cả nhà không muốn cái lớp màu đỏ và màu trắng nó lẫn vào nhau thì mình để cho cái lớp màu đỏ uh, nó hơi uh, uh, nguội phần trên một chút và đổ cái lớp uh, rau câu hai vá rau câu trắng lên cho nó đông như cái lớp uh, tầng thứ hai là 40% á, rồi khi đó mình mới bắt đầu bỏ nha đam thì À, nó sẽ không hòa lẫn màu vào nhau nhưng mà ở đây mình muốn làm cho cái màu hồng á nó bồng bình nó cho nó đẹp cho nên là mình sẽ để vào liền. Và mình à, đổ cho nó hết uh, cái phần rau câu. Sau đó thì mình sẽ để ngồi ở phía bên ngoài. À, khi nào nó nguội sau đó mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh tầm 2 tiếng đồng hồ và đây sau khi hai tiếng đồng hồ này đây cả nhà nếu như cả nhà thấy hay và bổ ích thì cả nhà nhớ like và ấn đăng ký kênh để xem và theo dõi những món ăn ngon miễn phí mỗi ngày của mình nha cả nhà đây bây giờ mình sẽ cắt cho cả nhà xem nha rau câu nha đam lá dứa thanh long nó rất là mát và rất là tốt cho sức khỏe nữa cả nhà đây cả nhà thấy không hề tách lớp luôn nha cả nhà ở phía dưới là màu xanh à, tiếp theo là màu đỏ đậm nhạt à, dần dần lên màu trắng rất là đẹp mắt đúng không ạ cảm ơn cả nhà đã theo dõi hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo